Thưa quý vị, theo kết quả phân tích của ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn các trường hợp nặng và tử vong do COVID-19 trên địa bàn có đặc điểm chung là người trên 65 tuổi và có bệnh nền, có trường hợp vẫn chưa tiêm vaccine COVID-19. Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi các sở ban ngành và các quận huyện, thành phố Thủ Đức về việc triển khai đợt cao điểm chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao. Thời gian đợt cao điểm từ nay đến hết tháng 3 năm 2022, đối tượng là những người trên 65 tuổi có bệnh nền. Những hoạt động trọng tâm của đợt cao điểm bao gồm các nội dung cụ thể sau. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường xã thị trấn tổ chức triển khai đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để lập danh sách những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Hoạt động này hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2022. Đồng thời, triển khai thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 đối với những người thuộc nhóm nguy cơ cao theo danh sách đang quản lý và danh sách đã được cập nhật. Thời gian hoàn thành xét nghiệm trước ngày 20 tháng 3 năm 2022. Theo đó, nếu kết quả xét nghiệm âm tính, người nằm trong nhóm nguy cơ cao sẽ theo dõi sức khỏe tại nhà và được tư vấn từ xa qua mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, cấp ngay và uống thuốc kháng virus, chăm sóc theo dõi theo hướng dẫn của Sở Y tế về hướng dẫn gói thuốc chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường tuyên truyền, thuyết phục và phấn đấu tiêm vaccine cho tất cả người thuộc nhóm nguy cơ cao nhưng chưa được tiêm. Thời gian hoàn thành tiêm vaccine trước ngày 29 tháng 3. Nếu F0 trong gia đình là trẻ em, cần phải cách ly trẻ, không để tiếp xúc với người thuộc nhóm nguy cơ cao trong gia đình. Nếu gia đình không đủ điều kiện cách ly riêng, thì người nhà nên để trẻ nhập viện các bệnh viện nhi để điều trị. Cần lưu ý các trường hợp trẻ dưới 12 tuổi có triệu chứng sốt, nên đưa trẻ đi xét nghiệm tầm soát tại các cơ sở y tế.